Tết dương lịch năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019. Cụ thể, Tết dương lịch 2025 rơi vào thứ Tư, nên công chức viên chức, người lao động được nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương. Theo quy định tại Điều 107 của Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động đi làm thêm giờ vào ngày Tết dương lịch, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu, phải được sự đồng ý của người lao động và đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Khi người lao động đi làm thêm ngày Tết dương lịch, sẽ được tính lương làm thêm ít nhất bằng 300% kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.